Cái kết đắng cho Hồng Quế khi lên tiếng tố Hương Giang đi muộn giờ. Rất nhiều bình luận trái chiều chỉ trích của các fan Hương Giang đã đăng tải ngay trên trang cá nhân của Hồng Quế. Vào tối 24 tháng 6 vừa qua, show Xuân Hè 2018 của nhà thiết kế Đỗ Long đánh dấu chặng đường gần 10 năm làm nghề của anh đã được diễn ra rất hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài sự đầu tư công phu thì sự kiện này còn thu hút khán giả khi có hàng loạt người nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Việt cũng góp mặt. Tuy nhiên, đêm diễn ra đặc biệt này cũng có khá nhiều tình tiết xoay quanh khiến người hâm mộ xôn xao. Theo đó, người mẫu Hồng Quế bất ngờ đăng tải dòng trạng thái 7:30 mới xuất hiện để make up, trong khi 8:00 bắt đầu show diễn khiến 1.000 người phải chờ, thật quá vô duyên. Cứ có tiếng danh là cho phép mình không coi ai ra gì. Cô còn có hành động like ngay bình luận chỉ đích danh Hoa hậu Hương Giang. Để sự việc không đi quá xa, ngay cả chủ nhân của đêm diễn là nhà thiết kế Đỗ Long và cả Hương Giang cũng nhanh chóng lên tiếng. Cụ thể, phía nhà thiết kế cho hay, Hương Giang được hẹn lúc 17:30 và lúc cô đến, cô còn phải chờ vì khi ấy chuyên gia trang điểm vẫn còn đang hỗ trợ Phạm Hương. Còn từ phía Hoa hậu, Hương Giang xin được khẳng định lại. Giang có mặt đúng giờ hẹn theo thứ tự make-up của các vedette Phạm Hương 6:30, Hương Giang 7:30 à. Câu chuyện rất bình thường, mong mọi người không đẩy mọi chuyện đi xa thêm. Quan trọng tất cả đã bình tĩnh và tạo nên một đêm diễn tuyệt vời. Đến nay, Hồng Quế đã xóa ngay status bức xúc ấy trên trang cá nhân. Nhưng chân dài vẫn bị nhiều người ném đá rất dữ dội. Hầu hết khán giả bên vực Hương Giang và cho rằng cô đang kiếm fame để được nổi tiếng. Một số bình luận đầy chỉ trích. Cảm ơn em đã xóa status, nhưng mà liệu hùng với chị, ăn bậy được chứ không có nói bậy nghe hôn. Cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, chỉ có biết điều là không biết thôi. Bớt sương si lại sẽ ngước đầu lên được, đã mịt mờ còn mang kiếp sương si hắm phem, ké mới được chút danh tiếng. Rất nhiều ý kiến tiêu cực đã được tặng cho Hồng Quế ngay sự việc này. Nhan sắc mới khởi đầu mới, chương trình khiến nhiều sao Việt rơi nước mắt. Nhan sắc mới khởi đầu mới, đêm giao lưu sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 29 tháng 6 tại Bệnh viện Thẩm mỹ Di Quy Hàng với sự hiện diện của Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang trong vai trò giám khảo khách mời. Hương Giang tham dự với vai trò giám khảo khách mời trong nhan sắc mới khởi đầu mới. Nhan sắc mới khởi đầu mới hành trình 4 năm chia sẻ nụ cười cảm thông cùng các trường hợp khiếm khuyết ngoại hình. Từ sự thành công của chương trình Chia nụ cười sẽ cảm thông, năm 2015-2017, Bệnh viện Thẩm mỹ GW Hàn Quốc đã có cơ hội tiếp cận với hàng ngàn người có khuyết điểm ở nhiều vùng miền, nhiều hoàn cảnh, độ tuổi, nghề nghiệp. Đều có một mong ước được cải thiện ngoại hình, mang đến cho mọi người góc nhìn cởi mở hơn về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Từ đó giúp nhiều người thay đổi nhan sắc để tự tin thể hiện bản thân, bật cánh ước mơ. Để tiếp nối hành trình của nụ cười sẽ cảm thông cùng các trường hợp khiếm khuyết, Bệnh viện Di Quy tiếp tục thực hiện chương trình với tên Nhan sắc mới khởi đầu mới. Cho tới thời điểm hiện tại, chương trình này đã đi được một nửa chặng đường, có hơn 5.000 hồ sơ đăng ký tham dự. Hơn nữa, chương trình truyền hình thực tế Nhan sắc mới khởi đầu mới đã phát sóng hơn 23 số trên kênh truyền hình VTV9 và vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký. Bệnh viện Thẩm mỹ Di Quy Hàn Quốc đã giúp nhiều người tìm lại giá trị bản thân bằng hành động cải thiện thực tế. Đặc biệt, nhằm tiếp thêm động lực cho các nhân vật trong chương trình, sự xuất hiện của Hoa hậu Hương Giang trong nhan sắc mới khởi đầu mới mang đến nguồn năng lượng tích cực cho các bạn trẻ Việt. Ngoài ra, chương trình cũng có sự hiện diện của những nhân vật đã lột xác thành công để chia sẻ kinh nghiệm và cảm nhận thực tế sau quá trình hoàn thiện nhan sắc. Nghệ sĩ Việt nói gì về chương trình nhan sắc mới khởi đầu mới? Hoa hậu Hài Thu Trang cho biết, bản thân Trang trước nay vẫn nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ chỉ dành cho làm đẹp. Qua chương trình này, Trang thấy được phẫu thuật thẩm mỹ còn có lợi ích là điều trị các chức năng ăn nhai giống như nhân vật Khánh Du mà Trang tham gia. Diễn viên Hài Thu Trang, MC Anh Thơ, nhân vật Khánh Du và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung trong chương trình. Trong khi đó, ca sĩ Vũ Hà nhận định đây là một chương trình rất nhân văn, đã làm cho rất nhiều người được thay đổi diện mạo và luôn cả cuộc sống. Đúng như tên của chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới, Vũ Hà rất vui khi được đồng hành cùng chương trình. Nghệ sĩ Vũ Hà bất ngờ trước sự thay đổi của Khánh Tâm, phẫu thuật hàm hô trong tập 16. Cũng đồng quan điểm với ca sĩ Vũ Hà, nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ, khi theo dõi chương trình, quý vị sẽ thấy được những câu chuyện có thật, người thật và sự thay đổi của nhan sắc mới một khởi đầu mới.
Về phía đạo diễn, diễn viên Công Ninh bày tỏ, ở tôi có một xúc cảm là tính nhân văn của chương trình rất đẹp. Tôi mong muốn chương trình ngày càng thành công và đem đến quý vị khán giả những cảm xúc thú vị khi xem chương trình. Bên cạnh đó, những nghệ sĩ nổi tiếng như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Phi Nga, Thụy Mười, Hiền Trang, Đào Vân Anh và Hà Hương cũng đồng quan điểm với các đồng nghiệp và cho rằng Nhan sắc mới, Khởi đầu mới là một chương trình mang tính nhân văn sâu sắc. Ngoài ra, các bạn trẻ khi theo dõi fanpage chương trình cũng có những sự đồng cảm và ý kiến vô cùng tích cực. Bạn Ngọc Hà bình luận, em ước gì mình cũng được tham gia chương trình này để được đẹp dù chỉ một ngày. Tài khoản Facebook mang tên Dũng Marcel thì cho rằng Bệnh viện GQ nên có những chương trình ý nghĩa như vậy để cuộc sống của nhiều người thay đổi tích cực hơn. Mr. Cần Trô Xuân Nghị chua chát kể lại quá khứ bị đuổi việc vì nghi ngờ lấy cắp 5.000 đồng. Nam diễn viên trẻ đã trải qua nhiều thách thức và quyết tâm đi theo nghệ thuật cho đến cùng mới có được như ngày hôm nay. Vài ngày trở lại đây, trên các diễn đàn, khán giả hầu hết đều rần rần và đồng loạt chia sẻ các đoạn clip được cắt ra từ bộ phim Ngày ấy mình đã yêu. Theo đó, công chúng vô cùng thích thú trước phần diễn xuất của diễn viên hài Xuân Nghị với vai anh cảnh sát giao thông, người được Bảo Thanh hết sức mê đắm. Sự xuất hiện của anh khiến nhiều khán giả bật cười khi xem phim. Chính vì thế, những thông tin về Xuân Nghị càng được nhiều người săn lùng hơn bao giờ hết. Xuân Nghị được mọi người biết đến nhờ vào các cuộc thi tìm kiếm tài năng ở lĩnh vực hài kịch như Đấu trường Tiểu Lâm, Làng hài Mở hội, Tiểu Lâm Tứ trụ. Hiện tại, ngoài việc đi diễn ở các tụ điểm quay tiểu phẩm thì anh còn là một thành viên của sân khấu kịch Hồng Vân. Để được theo đuổi con đường nghệ thuật, nam diễn viên đã từng phải làm đủ nghề khác nhau nhằm có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Cũng ngay thời điểm vừa bước chân vào nghề, anh đã gặp phải một câu chuyện mà có lẽ Xuân Nghị sẽ khó lòng quên được. Có một lần bà bầu Hồng Vân mời một nghệ sĩ nhạc kịch Broadway về dạy hình thể cho học trò. Giờ tập nhảy hôm đó, nam diễn viên đã vô tình nhặt được 5.000 đồng và nói đùa, tôi lượm được 5.000 đồng nè, của ai đây? Không ai nhận là tôi bỏ túi tôi nha. Lúc đó một cậu bạn đứng trước nhận đó là tiền của mình nên Xuân Nghị trả lại. Chuyện sẽ chẳng có gì lớn lao nếu nó không được biến tướng và xây dựng theo một hướng khác. Bỗng nhiên mọi thứ theo dệt thành Xuân Nghị ăn cắp 5.000 đô của thầy giáo nước ngoài. Chuyện này không may đến tai nghệ sĩ Hồng Vân. Chưa biết câu chuyện thật hư thế nào nhưng Hồng Vân đã đuổi học trò ra khỏi sân khấu. Tuy nhiên nhờ vào nghệ sĩ Minh Nhí xác minh sự thật giải oan nên anh mới được ở lại và trở thành một diễn viên trẻ tại đây. Vai cảnh sát này một lần nữa tạo nên tên tuổi của anh trong lòng của khán giả khắp nơi. Chân dung bạn gái biên tập viên xinh đẹp của Mr. Cần Trô Xuân Nghị. Vào năm 2017, khi tham gia chương trình Love House, Xuân Nghị và MC Tường Vi biết nhau, tuy nhiên thời điểm đó cả hai không có nhiều thời gian hẹn hò. Xuân Nghị là cái tên đang được chú ý trong thời gian gần đây khi vào vai cảnh sát giao thông Đức trong phim Ngày ấy mình đã yêu. Thậm chí người hâm mộ còn gọi nam diễn viên với cái tên dễ thương là Mr. Cần Trô. Với sự hóa thân duyên dáng của Xuân Nghị, anh chàng cảnh sát giao thông Đức hiện lên vừa nghiêm túc vừa hài hước với thái độ phớt lờ dành cho Son Bảo Thanh và đặc biệt là giọng thoại ngọng nghịu mà vô cùng tự nhiên dễ mến. Sự xuất hiện của anh khiến nhiều khán giả bật cười khi xem phim. Chính vì thế, những thông tin về Xuân Nghị càng được nhiều người săn lùng hơn bao giờ hết. Mr. Cần Trô Xuân Nghị trong phim với chất giọng Quảng Nam dễ thương được mọi người săn lùng gần đây. Chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng, Xuân Nghị từng chia sẻ rằng tôi thích người con gái thuần Việt, dịu dàng nết na, biết lắng nghe và chia sẻ, chứ không lắm chiêu và vô duyên như Son Bảo Thanh trong phim Ngày ấy mình đã yêu. Được biết vào năm 2017, Xuân Nghị tham gia chương trình Love House. Chương trình này có 8 thành viên gồm 4 nam 4 nữ tham gia. 8 người sẽ sống chung trong một ngôi nhà để cùng tìm hiểu về nhau và có thể kiếm được một nửa của mình, đặc biệt trong đó có một cặp đôi bí ẩn. Xuân Nghị và Tường Vi chính là cặp đôi bí ẩn trong chương trình cả hai tham gia năm 2017 mà nhiều người không biết cặp đôi bí ẩn yêu là ai. Cho đến khi Tường Vi được một thành viên trong Nam Love House tán tỉnh, ngỏ lời yêu nhưng cô vẫn từ chối và chung thủy với nam diễn viên. Xuân Nghị tiết lộ đã hẹn hò với Tường Vi được mấy tháng trước khi tham gia chương trình để thử thách tình cảm của hai người. Tuy nhiên Xuân Nghị và bạn gái vẫn giữ được tình cảm dành cho đối phương. Những hình ảnh của Xuân Nghị và bạn gái Tường Vi được thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân. Tường Vi sở hữu thân hình cao ráo, gương mặt xinh đẹp. Cô là biên tập viên thể thao của một kênh truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Với vẻ ngoài thanh mảnh, trắng trẻo, Tường Vi là nữ biên tập viên xinh đẹp không kém hot girl nào. Tường Vi cũng là nữ MC biên tập viên tài năng và xinh đẹp.
Từ Vi đúng chuẩn hình lý tưởng của Xuân Nghị, dịu dàng biết lắng nghe, biết chia sẻ. Tuy nhiên hiện tại công chúng không biết rõ Xuân Nghị và Tường Vi còn yêu không. Dạo gần đây trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng không còn chia sẻ ảnh bạn gái Tường Vi thường xuyên. Xuân Nghị sinh năm 1990, anh đang là một diễn viên hài kịch và cả chính kịch tại sân khấu kịch Hồng Vân. Nam diễn viên chiếm cảm tình khán giả qua lối diễn hài kiểu tưng tửng, không lẫn vào đâu được. Hòa Minzy lầy lội nhảy theo nhạc cùng bạn trai đại gia trên máy bay. Sau 4 tháng công khai người yêu, Hòa Minzy và bạn trai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Tháng 3 2018, Hòa Minzy và Nguyễn Minh Hải chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Theo đó, Minh Hải là quý tử của một gia đình giàu có ở Long An và hiện đang làm giám đốc một công ty phân bón lớn nhất nhì miền Tây do gia đình quản lý. Trước đó, Hòa Minzy từng có cuộc tình khá ồn ào với cầu thủ Công Phượng. Chính vì thế, nữ ca sĩ biết rằng khi công khai tình cảm với Minh Hải, anh sẽ gặp nhiều sức ép từ phía dư luận. Tuy nhiên, sau 4 tháng công khai người yêu, Hòa Minzy và bạn trai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Mới đây, cặp đôi khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích khi cùng nhau vừa nhái theo nhạc, vừa lầy lội khi đang trên máy bay. Khoảnh khắc Hòa Minzy vui vẻ bên bạn trai khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, bạn trai của Hòa Minzy thường xuyên đăng tải clip ngắn ngẫu hứng cover các bài hát của bạn gái. Bạn trai Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên người yêu.